Hôm nay thật là may mắn, chúng ta vừa có được những hình ảnh mới nhất về cầu vượt ngã tư năm 50 đang được thảm nhựa vào sáng nay. Giờ thì mời cả nhà cùng xem cầu vượt ngã tư năm 50 ở Dĩ An vào lúc cao điểm 8 giờ sáng ngày 7 tháng 10 2022. Chủ đầu tư dự án này là BKM IDC, thầu xây dựng là liên danh của 3 công ty. Cầu có vận tốc thiết kế là 60 km/h, dài 203,4m. Mặt cắt ngang của cầu là 16m, bề rộng xe chạy mỗi bên là 7,25m, lan can cầu mỗi bên nửa mét và giải phân cách là nửa mét. Cầu có kết cấu thép liên tục, mặt cầu bằng bê tông cốt thép, có tất cả 5 nhịp, mỗi nhịp dài 40m. Toàn cầu có 4 trụ và 21. Cuối cùng là chúc mừng người dân Dĩ An Bình Dương sắp có được cầu vượt ngã tư 550, giúp giảm kẹt xe và an toàn hơn mỗi khi qua lại ngã tư tử thần này.